chào quý vị và các bạn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế như các trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành. Sau đây, Thư viện Pháp luật sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung nổi bật. 8 trường hợp được xác định khám chữa bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thông tư 30 năm 2020 hướng dẫn nghị định 146 năm 2018 hướng dẫn luật bảo hiểm y tế quy định 8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến bao gồm: 1. Đến khám chữa bệnh đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 2. Thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi khám chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám chữa bệnh. 3. Đi cấp cứu. 4. Được chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. 5. Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến. 7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể. 8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra. Hướng dẫn việc đóng bảo hiểm y tế cho hai nhóm đối tượng. Thông tư 30 năm 2020 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng như sau. 1. Xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. Việc xác định đối tượng quy định tại khoản 3 điều 5 của Nghị định 146 năm 2018 căn cứ vào một trong các giấy tờ sau đây. Đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, bao gồm sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Đối với người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc danh sách có đóng dấu của cơ sở bảo trợ xã hội nơi người đó đang cư trú. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế khi tham gia theo hình thức hộ gia đình được thực hiện ngay từ người thứ hai trở đi có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc trong danh sách có đóng dấu của tổ chức tôn giáo, cơ sở bảo trợ xã hội. 2. Đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ sơ sinh cần điều trị ngay kể từ khi được sinh ra mà tử vong. Trường hợp trẻ sơ sinh cần điều trị ngay từ khi được sinh ra mà tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi văn bản thông báo, kèm bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của trẻ đến cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, để cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách những trường hợp này. Gửi sở tài chính nơi người mẹ cư trú hoặc sở tài chính nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở. Đối với trường hợp trẻ sơ sinh không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sở tài chính chuyển kinh phí theo quy định tại khoản 3 điều 15 của luật bảo hiểm y tế. Các chi phí vị thuốc y học cổ truyền được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Nội dung này được quy định tại thông tư 27 năm 2020 của Bộ Y tế, sửa đổi điều 5 thông tư 05 năm 2015, ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Theo đó, trường hợp cơ sở khám chữa bệnh mua dược liệu về để chế biến, bào chế vị thuốc, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí dược liệu theo giá mua vào của cơ sở khám chữa bệnh và các chi phí sau: chi phí hao hụt trong chế biến, bảo quản, cân chia nếu có, chi phí phụ liệu làm thuốc, chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu, chi phí bao bì đóng gói nếu có, chi phí nhân công thực hiện, chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc. Nếu mua vị thuốc từ các đơn vị cung ứng, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo giá vị thuốc mua vào của vị thuốc và chi phí hao hụt trong bảo quản, cân chia. Trường hợp có các chi phí phát sinh ngoài quy định trên, cơ sở khám chữa bệnh lập bản thuyết minh chi tiết để thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế làm căn cứ thanh toán. Đến đây thì video của Thư viện Pháp luật cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video hữu ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!